đến đầu não. Thằng này nó đang vô bác hai chị em mình cái đại học mà thằng nó tặng nó vào đây là công nhân thì phải in trong quay. Thế mà đúng không? Sao đo tính toán khoảng lớp 5 vứt. Ai bảo có lỗ, có chữ. Cái anh cần là anh cần quay cái đấy. Đầu luôn đó. Nóng nào giờ? Tự nhiên cũng hiểu không? Cử nhân tài xỉu. Má vật này. Tính toán hơi khắt khe đấy. Không phải đùa. Thế mà đặt mày cử nhân tài xỉu. Thế là tính toán bạc cái tóc rồi đấy. Anh sao có bằng cử nhân nổ hũ nơi. Anh biết vì sao em tính nhanh thế không? Hả? Anh biết vì sao em tính nhanh thế không? Anh tính là chịu nhiều, được có một số nhiều. Đúng rồi. Mấy nữa anh cho thằng đệ đi mẹ bái sư nhá. Mấy nữa anh cho thằng đệ ruột đi bái sư nhá. Được không? Có dạy được không? Dạy được. Thì cái này em làm được cũng đơn giản. Đợi thằng đệ anh được khoảng đôi năm nữa thôi. Hả? Đợi thằng đệ anh đôi năm nữa. Đôi năm nữa. Bình tĩnh thôi, cho nó phẳng phẳng ra. Cử nhân tài xỉu hiểu không nhỉ? Mà cày đấy nhỉ? Chắc là hiểu. Ê, cử nhân chân trâu ấy. Quay quay đi. Cử nhân chân trâu ấy, quay thì quay đi. Nhà chị Hương nó bằng cử nhân mẫu giáo rồi. Mẹ. Căng quá đấy. Căng bằng trên kia phát là kéo nó thả ra, là nó tụt xuống hình dọc. Nhẹ nhàng bình tĩnh. Nó cứ bị lệch sang bên đấy.
rất tốt. Chị biết tại sao như thế không? Tại chị kéo mạnh quá. Phải bét. Đúng thằng chủ nhân không biết gì. Thank you.